Đây là bà cô hai của chị hả? Dạ đúng rồi. Bà sống chung với chị lâu chưa? Bà sống lâu rồi, từ 13 tuổi rồi, liệt từ 13 tuổi tới giờ là 74 tuổi, năm 61 năm rồi đó. Vậy là cụ bà nằm như vậy là 61 năm rồi đó hả? Dạ, đúng rồi. Không phải là bị liệt từ nhỏ hả? Không phải, 13 tuổi mới bị. Cụ bà có thể cho con xin hỏi là cụ bà tên gì vậy? Tên Sài Gòn. Hả? Tên Sài Gòn. Tên Sài Gòn ha. Năm nay cụ bà bao nhiêu tuổi rồi? 73, 74 rồi. 73, 74 tuổi hả? 74 rồi, vô năm nay nó là 74 rồi. Con cũng xin chúc bà nhiều sức khỏe ha. Sống lâu trăm tuổi ha bà ha. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị, mến chào quý mạnh thường quân thân yêu đang xem kênh của Bình Đen Vlog. Thì hôm nay Bình lại tới hoàn cảnh của cụ bà sống với người cháu. Thì cụ bà hình như là bị liệt cũng cách đi cũng mấy chục năm rồi. Thì người nhà có điện cho Bình để qua đây để được chia sẻ, tại vì lúc này cụ bà cũng bị mệt và bị bệnh, thì đôi khi hai vợ chồng làm thì nói chung là không đủ để trang trải trong cuộc sống. Anh chị thì cũng có nhờ Bình qua tới đây để chia sẻ lên, để một phần thì coi có quý mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho bà thuốc men này kia được uống, sống thêm vài năm nữa ha. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng với Bình để tìm hiểu cái câu chuyện của cụ bà. Thì nói chung bị liệt từ nhỏ tới lớn thôi. Dạ. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng trong cùng với Bình ha. Đây thì nói chung là con đường vô nhà của cụ bà. Thì phía bên kia thì là cái lộ. Còn phía bên đây thì nói chung là bà thì hiện tại là đang sống với người cháu. Thì Bình cũng không biết là sống với người cháu như thế nào. Thì bây giờ Bình qua đây thì Bình hỏi ha. Thì người cháu thì cũng cất nhà cũng rất là khang trang ha. Nói chung rất là sạch sẽ đúng không quý cô chú anh chị. Nhà thì cũng rất là đẹp ha. Thì bữa nay thì Bình qua tới đây thì Bình cũng gửi cho cụ bà một phần quà ha. Thì cụ bà thì sống hiện tại là sống neo đơn. Thì Bình qua tới đây. À, chào anh, chào chị. Anh ở nhà chị lúc trước có kêu em qua đó, thì đây là cụ bà đó hả? À, đúng rồi, bà cô hai. Bà cô hai hả? Sống chung với chị lâu chưa? Bà sống lâu rồi, từ 13 tuổi rồi, liệt từ 13 tuổi tới giờ là 74 tuổi, nằm 61 năm rồi đó. Vậy là cụ bà nằm như vậy là 61 năm rồi đó hả? Dạ, đúng rồi. Không phải là bị liệt từ nhỏ hả? Không phải, 13 tuổi mới bị. À, 13 tuổi là lúc đó là sao chị có biết không? Hay nghe hồi cụ đó bà nói? Bị sốt nóng quá, sốt rồi chích á, bởi vì bị nó giật gân vậy, bị nằm vậy luôn. Hồi đó là giờ chị cũng nghe cụ bà kể lại thôi phải không? Dạ, bà, bà ngoại, bà cháu. Thì cụ bà nghe nói là cụ bà đang bị bệnh phải không? Thì cụ bà có nói chuyện được không ta? Nói chuyện lúc này hơi lẫn rồi. Có nói chuyện được không cụ bà? Được hả? Dạ rồi, con có thể là con trò chuyện với cụ bà ha. Thì cụ bà ơi, cụ bà có thể cho con xin hỏi là cụ bà tên gì vậy? Tên Sài Gòn. Hả? Tên Sài Gòn. Tên Sài Gòn ha. Năm nay cụ bà bao nhiêu tuổi rồi? 73
73, 74 rồi. 73, 74 tuổi hả? 74 rồi, vô năm nay nó là 74 rồi. 74 tuổi rồi ha. Thì cụ bà bị bệnh hồi đó là cụ bà cũng đi đứng bình thường hay sao? Hồi đó còn đi được đó. Hồi đó còn đi được, đi đứng được. Lúc đó là cụ bà có đi học gì không? Có. Đi học rồi đi học mới rồi. Trời mưa nắng quá rồi bị bệnh hay sao? Mưa nắng quá bị bệnh sốt hả? Rồi gia đình không có tiền thì nên là bị không có tiền. Bà bệnh đi cũng đi đâu có được. Bà ở chỗ đó đó. Ở chỗ đây hả? Thì là bà nằm bị bệnh liệt tay liệt chân như vậy là cũng mấy năm rồi? 73 năm rồi. 73 năm rồi đó hả? Ôi ôi, 73 năm là bà cũng là nằm liệt một chỗ là sáu mấy năm rồi biết chú anh chị. Thì mình nghe người cháu nói thôi đó. Thì giò của bà đây rất là nhỏ luôn biết chú anh chị. Rất là đáng thương cho cụ bà luôn biết chú anh chị. Tèo hết luôn rồi, nhỏ xíu luôn. Còn nhỏ xíu. Rồi cái bụng này sao vậy? Bị vậy không lắm. Bụng nó hơi bự luôn hả? Trời ơi trời. Bụng bự luôn hả? Trời ơi trời. Bị bụng bự gì luôn hả? Trời ơi trời. Có cho hàng tháng hay sao bà? Có hàng tháng. Hàng tháng luôn hả? Một tháng vậy là được bao nhiêu vậy bà? Hồi đó có 40 một năm có được ban đầu được có 3-4 kia 3-4 triệu hả? 3-4 triệu. 3-400 ngàn hay là sao? Hay là 3-4 triệu? 3-4 triệu, 3-4 ngàn đó. Một năm như vậy hay là một tháng? Một tháng được. Một tháng là 300-400 ngàn thôi chứ 200-300 ngàn thôi chứ con cái hưởng có. Một phần là hưởng người già nè, một phần thì người bị tật bị liệt đó thì một tháng là như là 200 mấy à theo con biết 207. Chứ không phải là một tháng 3-4 triệu đâu. Không có đâu. Dạ. Thì cụ bà ơi, thì một tháng 200-300 như vậy đó thì cụ bà bị bệnh nữa, một phần bị bệnh rồi một phần mua thuốc men này kia nữa thì có đủ không bà? Không có đủ gì đâu. Không có đủ mà gì đâu. Thì con cũng nghe nói là cụ bà đang bị bệnh đúng không? Bệnh đã lâu rồi đó. Bệnh lâu rồi hả? Bị gì? Hiện tại bây giờ cụ bà bị gì? Ban đầu thì bệnh cũng còn đi được. Dạ. Đi được rồi sau này mới nó liệt. Liệt nó cũng đi lâu lắm rồi. Rồi cụ bà sống chung với người cháu được lâu chưa? Xong. Lâu rồi. Lâu rồi hả? Rồi người cháu này thì cũng nuôi cụ bà từ đó tới giờ luôn hả? Từ lúc bà bệnh tới giờ luôn hả? Ôi. Rồi mình nằm một chỗ như vậy thì tiểu tiện này kia thì người cháu chăm lo luôn hả? Thì thấy người cháu cũng gia đình cũng khá giả lắm hả bà ha? Mới có lúc này đó. Đã. Mới làm ăn được lúc này đâu phải không? Thì biết cô chú anh chị thì bà thì nói chung cũng hơi bị lãng tai một phần. Với một phần á thì bà thì nói chuyện từ lúc mà bị bệnh khoảng một tháng nay á, bà hơi bị lạ, bị giống như là bên trước bên sau á biết cô chú anh chị. Cho nên cũng rất là khó để cái mình tiếp xúc. Thì lúc trước bà còn khỏe thì mình không có dịp cơ hội lại đây. Thì bây giờ bà bị bệnh thì nói chung cũng là quên trước quên sau. Thì đôi khi kể ra những cái câu chuyện thì cũng rất là khó. Thì bây giờ thì mình mời với cô chú anh chị á cùng nói chuyện với người cháu ở trong nhà nuôi bà từ lúc mà bà bị bệnh tới bây giờ luôn ha. Dạ. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng lắng nghe với chị ha.
Thì chị ơi, bây giờ lúc đó là chị cũng là còn con gái, bây giờ chị là nhận nuôi bà luôn hay là sao? Lúc đó là chị vẫn sống chung với cha mẹ nè, rồi chị đi làm. Bây giờ cơ duyên nào mà chị lại tội nghiệp cụ bà, rồi bà chị nuôi vậy, nuôi từ đó tới giờ vậy? Đúng rồi, tội nghiệp chứ, người già mà bà cô neo đơn mình ên đó, rồi bỏ đi đâu bây giờ, phải nuôi bà đi. Thì con cháu của bà cô thì cũng có thường xuyên lại thăm bà cô không? Ít lắm, tại làm ăn ở xa không à. Làm ăn ở xa không hả? Thì lúc này cụ bà bị bệnh, thì một phần chị hiện tại bây giờ là có mấy người con rồi? Có ba người con. Ba người con này cũng còn nhỏ không đúng không? Còn nhỏ đi học. Con lớn là mấy tuổi rồi? Con lớn 13 tuổi. 13 tuổi thì vẫn học lớp 7 đúng không? Lớp 8. Lớp 8, 13 tuổi lớp 8. Thì đứa kế tiếp thì cũng chắc cỡ 10 tuổi đó. Lớp 5. Lớp 5. Rồi đứa nhỏ nữa thì chắc cũng lớp 3. Lớp 3. Đó với cô chú anh chị. Thì hai vợ chồng vừa làm, thì nói chung một người chồng làm thì chắc không có đủ ăn đâu. Thì chị hằng ngày có làm gì không chị? Đi lấy vé số bán thêm phụ đó. Chị tiền ngày... mua đường, bột ngọt, muối gì đó, gạo. Chị thì cũng cuộc sống đi... cũng hơi khó khăn lắm. Bà chị đứa con thì nói chung hàng ngày thì cũng tiếp chồng một phần là đi bán vé số. Bên cạnh đó thì chồng thì đi làm nghề gì chị? Chồng thợ hồ. Thợ hồ ha. Là thợ, vậy là một ngày là cũng 300-400 ngàn rồi ha chị ha. Thì 300-400 ngàn mới xây sở được, tại vì bên cạnh đó ba người con ăn học, tuổi ăn tuổi học. Bên cạnh đó thì cụ bà thì cũng nắng mưa thất thường nữa. Đúng rồi. Rồi chị thì cũng phải đi làm tiếp một phần để cho gia đình. Thì đây thì bữa nay anh chồng của chị không có đi làm hả? Nay ở nhà em ơi. Ở nhà ha. Ở nhà. Chào quý cô chú anh chị, thì bữa nay ảnh ở nhà. Thì nhà mình cắt lâu chưa chị? Nhà sửa cũng không cắt. Sửa mới hơn năm nay đen. Hơn năm nay ha. Em thấy là nhà đúng là thợ hồ ha, nhà sạch sẽ rất là đẹp ha. Ủa thì sao tivi mình chưa có mua hay sao vậy? Tivi nhỏ xíu đó. Tivi đó hư rồi đó. Trời chưa ơi. Có tiền mua cái mới đâu. Chưa có tiền mua cái mới thì hiện tại giờ là vừa chồng vừa làm thợ hồ mà vợ thì đi bán vé số một ngày 100 tờ để tiếp lo cho gia đình, tại bên cạnh đó còn ba người con ăn học, tuổi ăn tuổi học. Rồi còn thêm một cụ bà hiện tại bây giờ là nằm liệt một chỗ và bây giờ thì đang nắng mưa thất thường, bị bệnh nữa. Thì nói chung là cũng rất là khó cho anh chị. Thì con lại tới đây á cụ bà, con cũng không có gì gửi cho cụ bà ha. Con xin chích cái phần gạo của gia đình của cô Xuân Hiền sống bên Mỹ, gửi cho cụ bà là một phần gạo bao gồm là gạo 10 kg, một chai dầu ăn, một chai nước tương và một chai nước mắm, 4 lon cá mòi, 10 kg đường ha. Một ký đường, xin lỗi nha, 1 ký đường. Rồi con còn gửi thêm 200 ngàn để cụ bà mua thuốc uống. Dạ. Này, thì bà thì nói chung là nói chuyện thì cũng mới gần. Bà có lời gì cảm ơn đến gia đình của cô Xuân Hiền không? Dạ. Đó, đó. Xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều ha. Thì con cũng xin chúc bà nhiều sức khỏe ha. Sống lâu trăm tuổi ha bà ha. Chứ con cháu này cũng nói chung là cũng rất là khó khăn đó. Khi mà nuôi bà thì bây giờ bà lại bị bệnh nữa. Lại tới đây với cô chú anh chị, mình chỉ là rất muốn là chia sẻ video này lên để cho quý cô chú anh chị, với bà con cô bác, quý mạnh thường quân được biết đến là tại là người cháu thì đang bán vé số, bên cạnh đó còn nuôi ba đứa con đi ăn học. Thì nói chung là hoàn cảnh gia đình thì nói chung là cũng rất là gian nan và khó khăn. Thì Bình lại tới đây thì Bình xin phép là chia sẻ video này lên giúp cho bà được có tiền mua thuốc uống này kia ha bà ha. Thì con nói gì có được không bà? Được thôi. Được rồi ha. Nhớ sống lâu trăm tuổi ha. Chắc không rỡ gì đâu. Dạ, không tới gì đâu. Thiệt. Dạ. Đó, đôi khi cái cụ bà đi toilet này kia không kịp á, thì ở đây thì chỗ của bà toilet đây đó hả chị? Toilet đây thì đôi khi thì mang tã, đôi khi rửa hoặc là tắm này kia thì tại chỗ đây luôn á, cô chú anh chị.
Thì dạt này chắc theo cụ bà cũng là mấy chục năm rồi. Đó. Chỗ nói chừng là rất là khó khăn đây. Ở phía dưới đây thì cũng có đựng cái thau hoặc là cái xô ha. Chứ không có cho nhiều nước này kia cho rất là sạch sẽ. Tại vì mình vô tới đây á, thường thường mình đi vô nhà người khác thì đôi khi thì cũng có mùi, nhưng mà đặc biệt nhà này không có mùi gì hết ha. Đó. Thì nói chung là chị cũng rất là khó. Chị cũng rất là sạch sẽ ha. Chị ơi, em lại tới đây á, em cũng không có gì gửi cho cụ bà hết, nhưng mà em chỉ có một phần gạo thôi, bao gồm gạo 10 kg và một chai dầu ăn, một chai nước tương, một chai nước mắm, 4 lon cá mòi với 1 kg đường thôi. Thì bên cạnh đó thì cũng có gửi là cho bà là chích cái tiền quỹ của gia đình của cô Xuân Hiền là 200.000 để gửi cho bà để mua thuốc uống. Thì trong lòng chị có cảm thấy vui không khi mà em lại tới đây á chị? Dạ. Tôi rất vui và rất cảm ơn cô đã ủng hộ cho bà cô tôi tàn tật để có tiền mua bánh trái hoặc là tả nè. Ồ, bà thuốc men nè. Xài tả nữa hả? Dạ. Ồ, xài tả mỗi ngày luôn hả? Dạ. Một ngày gì bao nhiêu cái vậy? 2 cái. 2 cái hả? Thì bà cô nằm liệt giường 60 mấy năm như vậy, nói chung là chị cũng rất là cực và rất là mệt. Đôi khi chị có vọng, đôi khi chị có bực bội trong người không? Thì đôi khi không. Mà con cái mình còn nhỏ với cũng một phần... có bực bội nhưng mà phải cố gắng thôi. Tại vì một phần thì chồng lại đi làm về, đôi khi cơm nước còn chưa có, thì con cái thì khóc lên khóc xuống, và bên cạnh đây thì bà cô thì đi lên đi xuống không có được. Nói chung là vệ sinh này kia rất là khó khăn cho chị ha. Yeah. Thì em cũng xin chúc chị thật nhiều sức khỏe để chăm sóc cho bà cô ha. Dạ, yeah, rồi cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều, được một thằng này thì đỡ không? Dạ. Yeah. Bình cũng rất mong sau khi bà Bình chia sẻ video này lên á, được quý bà con, quý cô chú anh chị trong nước và ngoài nước được biết đến là cụ bà hiện tại bây giờ thì đang trong thời kỳ rất là khó khăn. Một phần là tiền thuốc men, với một phần thì nằm một chỗ thì cũng rất là tội nghiệp cho chị. Thì chị thì vừa trang trải trong cuộc sống, vừa đi bán vé số, vừa chăm 3 đứa con còn tuổi ăn tuổi học. Thì chồng thì đi làm thợ hồ đó, thì nói chung cũng rất là khó khăn. Thì và hai anh chị thì rất là cố gắng làm ăn và dành dụm để xây được một cái căn nhà cũng rất là sạch sẽ và rất là đẹp ha. Thì Bình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chúc quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác xem video thật vui vẻ ha. Bình xin chào và tạm biệt. Bye bye quý cô chú anh chị.